đó. Phải chị đặt hay con, chị đặt phải con em đặt thì em đặt. Bữa tối thấy comment trên like biết sao không, nó sao em lấy về bán tính giá sao chị Kim? Đúng rồi, em lấy về bán tính giá sao chị Kim. Có coi like thấy comment vậy đó. Hỏi chị là người mua hay là con chị? Lúc thì con em bảo con chị mua lên cái Facebook này là của con chị ấy chị. Của em bảo thế ai mua? Em mua. Người trà hay mua? Mệt mỏi quá vậy trời. Ây cha. Nhắn không còn ta. Chị Hồng xuống hỏi giùm em dán hương trắng còn không chị Hồng? Chị Hồng hỏi xuống hỏi giùm em dán hương trắng còn không? Nóng quá nóng. Dạ em chào chị Bích Phượng nha. Em chào tất cả các chị mình đang theo dõi live nha. Các chị mình đang theo dõi live chấm bài tương tác chia sẻ ủng hộ em nha các chị mình ơi. Chấm bài chia sẻ tương tác ủng hộ em nha các chị nha. Em sẽ tri ân đi ha. Hôm nay là em sẽ giảm một cái sản phẩm rất là sốc cho các chị mình luôn là lùi nhũ và vân pháp. Em sẽ bán giá sập sàn cho các chị mình hôm nay luôn. Các chị mình chia sẻ cho em nhiều nhiều nha. Sập sàn luôn. Tại vì hiện tại là hàng nó về nó nhiều nên là em sẽ coi như là xả kho cái vân pháp và lụa nhũ nha các chị nha. Giá hương trắng hết hả? Hết rồi. Này cũng hết rồi. Rồi các chị mình tương tác giùm em chấm bài giùm em nha các chị mình nha. Hồng Nữ Hoàng. Hồng Nữ Hoàng. Hồng Nữ Hoàng, Hồng Nữ Hoàng còn. Rồi em lên đầu like, tri ân giảm giá nha các chị mình ơi. Tri ân giảm giá một cái mẫu cực kỳ sốc đi ha. Ây da. Giảm giá một cái mẫu cực kỳ sốc cho các chị mình đi. Lên giảm gì đây. Rồi vôn nha các chị. Vôn. Dạ em cảm ơn chị Phượng Huê. Rồi vôn nha các chị ơi. 80k đầu like cho em nha các chị. Tri ân chấm bài tương tác ủng hộ em nha các chị mình nha. Vôn. Vôn đầu like giảm giá luôn 80k. 80 nha các chị nha. Trời ơi cái hoa này đẹp lắm nha các chị. Các chị mình đi coi nhiều like ha. Các chị mình sẽ thấy là bán 150.000. Rồi 340 cho em nha các chị ơi. 80k. Vôn là vôn nha các chị nha. Vôn giùm em. Nữ hoàng trắng còn đúng không? 340 giùm em nha. 80k nha các chị. Nữ hoàng trắng còn. Rồi ai lấy thì comment cho em vô. Giống bữa mệt khổ đời tôi. Rồi nhanh tay giùm em. 340 đi các chị ơi. Đầu like chấm bài tương tác giùm em, chia sẻ giùm em. Hôm nay em sẽ sell, coi như là cam kết với các chị mình luôn, lụa nhũ và vân pháp em sẽ sell một cái giá cực kỳ sốc nha các chị nha. Sell một cái giá cực kỳ sốc cho các chị mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Các chị mình đầu like chấm bài tương tác cho em mẫu vô này đi ha. Đầu like tương tác vào đông đông một chút xíu em sẽ lên lụa nhũ, lụa hồng công và lụa vân pháp cho các chị mình trong buổi chiều ngày hôm nay nha các chị nha. Có nha các chị ơi, cứ ở trong like với em nha. Cứ ở trong like với em. Rồi vô 80k nha các chị nha. Vô giùm em đầu like 80k. Xuất sắc nha các chị. Nha. Tương tác nha các chị ơi. Chị Nguyễn Vinh 340. Có chấm bi luôn các chị ơi. Dạ. Trời chấm bi thì em bao la nha. Chấm bi thì bao la. Cái gì không có thì dạ không em không có vôn một màu nha. Rồi nhanh tay cho em lên lụa hồng công trước đi nha các chị. Lên lụa hồng công. Hồng công bao nhiêu nhỉ? Tao chết rồi. Mã này mã. Minh. Bình thường 200. Má 7 bỏ nguyên kim chị. Má 7 thì không có xài. Má 6. Đây mã nhỏ đây. Té cũ đi, cái này mới. Rồi nhanh tay cho em nha. Em lên cái mã này đầu like.
tương tác giùm em. Chị Tuyết Hình ơi, mày đặt ngày nào vậy chị ơi? 200. Bây giờ còn 106 chấm bài tương tác giùm em nha các chị ơi. 200 nha các chị, 250 ngoài thị trường, 300 ngoài thị trường. Trong buổi chiều ngày hôm nay em like giá 160.000, các chị mình chấm bài tương tác giùm em nha các chị mình nha. Chấm bài tương tác giùm em cái lụa Hồng Kông, các chị nào mình đã mặc rồi thì các chị mình biết chất liệu ha. Em không có cần giới thiệu nhiều nha các chị. Tại vì mặc rất là đẹp, mát. Các chị mình lên đồ bộ được, lên đầm được, lên zoom được, lên bà ba hay là lên mình lên cách tân, may áo dài, may gì cũng đẹp nha các chị mình nha. Cho em một cái giá rất là sốc luôn, 160.000 nha các chị, 162. 160.000 nha các chị nha. Các chị mình lưu ý giùm em, hàng giảm giá thì phụ thu giùm em 20k tiền ship. Các chị mình mua bao nhiêu áo thì cũng 20k tiền ship thôi nha các chị mình nha. Rồi ai lấy mẫu 162, 162 cho em. 162 nha các chị nha. Dạ áo em 200 một vải nha các chị nha. Lụa bây giờ gán thương em hết rồi, em chuyển qua Hồng Nữ Hoàng 200 một vải. Quần là 100 là 2 là 300.000 một bộ. Em Ly ơi, sao kỳ này em đẹp vậy? Dạ. Em cảm ơn chị Dung Trần nha. Chị Tuyết Huỳnh ơi, sáng đơn sáng nay thì ngày mai em mới gọi điện chốt đơn nha. Còn cách đây 2 ngày là sẽ có bạn gọi điện chốt đơn cho mình để ý điện thoại giùm em nha. Các chị nào mình có đặt đơn bên em thì các chị mình vui lòng để ý điện thoại, nghe điện thoại chốt đơn giùm em, hoặc thấy cuộc gọi nhỡ vui lòng gọi lại giùm em để em lên đơn nha các chị nha. Đây các chị ơi, lụa nhũ nha, 160 nha các chị. Rồi em bán cái giá này mà các chị mình không mua là em biết bán gì luôn các chị. Dạ em chào chị Sóc Sóc ạ. À, ai lấy cái mẫu này chất liệu lụa nhũ rồi thì các chị mình biết ha. Ba một áo, hai một áo là 250, 300 ngoài thị trường nha các chị. Trong buổi chiều ngày hôm nay em giảm còn 160.000. Rồi ai lấy comment cho em 408 160. Dạ em cảm ơn chị Nga Nguyễn nha. Dạ có một màu thôi chị Phạm Lương ơi. Rồi ai lấy comment cho em nha, 408 408 cho em, 408 cho em nha các chị nha. Trời ơi đẹp xuất sắc, 160 nha các chị. Lụa nhũ. Làm gì mệt mỏi hoài vậy? Thấy gì mệt mỏi hoài vậy? Dạ em cảm ơn chị, em chào chị Hải Bùi nha. Rồi ngày mai cái đơn hôm qua thì có thể là ngày mai nhân viên gọi hoặc là chiều nay nhân viên gọi nha các chị nha. Chị Hiền Phan ơi, inbox cho em chụp hình, inbox lại trên cái mẫu đó nha. Giờ mình nói em không nhớ mẫu đâu chị ơi. Chị tính á là cái gì hội sản xuất thêm cái mẫu mã số 1000, tối lai mã số 1000, nhìn ngày mình lên đến mã kia cho nó dễ phân biệt á. Mình tự coi lại muốn ấy lại cũng dễ lộn xộn quá. Không mà không thì đem thêm chữ đi cũng được, thêm chữ thêm ngàn đi. À, thêm chữ ngàn hay gì đó. Dạ áo đi mặc là lụa Hồng Nữ Hoàng nha các chị ơi, 200.000 một áo nha các chị. 200.000 một áo miễn ship nha, 160 lụa nhũ nha các chị ơi. Rồi em lên chất liệu khác nha các chị nha. Lên chất liệu khác. Các chị mình không thích lụa nhũ rồi, em lên lụa khác nha. Rồi lên đuổi nha các chị nha. Đuổi 100 cho em. Đuổi nha các chị, co giãn không hút mồ hôi nha các chị nha. Đuổi em like 100. Đuổi em like 100. Chị Asim, Asim Asim cho em xin số lên đơn. Các chị khách mới comment với em mã số kèm số điện thoại trong một comment giúp em nha các chị nha. 99 giùm em nha, 100.000 chất liệu là đuổi 160 hả? Ừ. Mua 79 chị Cam Ngọc. Các chị ơi tương tác giùm em nha các chị mình nha. Chấm bài giùm em. Kêu gọi nha các chị ơi. Kêu gọi nha các chị nha. 99 nha các chị. Rồi chất liệu là đuổi em. Nhân viên gọi rồi thì mình nói dùng đơn giùm em nha chị nha. Ngày mai em chốt tiếp đơn còn lại nha. Rồi em lên vôn nha các chị ơi, các chị mình cứ ở trong live với em nha. 99 cho em, 100 nha các chị, 100 nha, ai lấy thì nhanh tay giùm em. 99 chị Huỳnh Thu. Các chị mình muốn em lên gì comment đi các chị ơi. Em lên Tri Ân một cái mẫu. Cái này là xương đêm nha các chị nha, xương đêm. 99 chị Trâm Nguyễn, chị Cam Ngọc 99. Rồi, chị Ngân Trần 99. Cho em một chị Ngọc giá. Trang bộ ly mặt 180 cho em nha, chất liệu là lụa xương đêm. Không có hỗ trợ tiền ship nha các chị nha. Chị Asim Asim 408.
Rồi ai lấy xương đêm nha các chị, 180.000, không có hỗ trợ tiền ship nha. Ai lấy thì nhanh tay cho em mẫu này. Dạ không, em không có quá hàng vẽ tay nha các chị nha. 288 nha các chị ơi, 288 giùm em. 99 chị Bình Nguyễn. Xương đêm, xương đêm. Trời ơi view. Các chị mình ơi, chấm tương tác giùm em nha các chị ơi, chia sẻ giùm em. Các chị mình thích mẫu nào thì comment nha các chị nha. Em sẽ hôm nay là lên hàng giảm giá rất là nhiều luôn nha các chị nha. 288 giùm em lụa xương đêm nha. Em like 180 nha các chị. 99 chị Bích Nguyễn. Hàng chậm quá trời. Hàng chậm. Chiêu Quân nha các chị nha. Chiêu Quân giùm em. 288 chị Hiền Nguyễn. Sáng bán nhiều cục. Hả? 150 hả? 150.000 nha các chị nha. 150. Chị Phan Thị Phượng bộ ly mặt. 271 giùm em 150. 271 giùm em 150.000. Lụa này là lụa Chiêu Quân, em còn ít. Em còn số lượng ít nha. Ai lấy thì comment tương tác ủng hộ em nha các chị. 271 giùm em. Chiêu Quân, Chiêu Quân nha các chị nha. Phong cảnh nha các chị, phong cảnh phối hợp với hoa nha. Nha các chị. 271 chị Nga Nguyễn. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi, Chiêu Quân nha. 271 chị nào lấy comment tiếp tục em lên đơn nha các chị nha. 150.000 giùm em lụa Chiêu Quân nha các chị. 150.000 lụa Chiêu Quân. 172 150, 172 giùm em. 150.000. Tương tác nha các chị, ok. 172 172 giùm em nha, 150.000 lụa hồng lụa Chiêu Quân nha các chị. Ok chị Dung Ngô ạ. À. 172 chị Nguyễn Ngọc Trân. Còn. 172 chị Nga Nguyễn. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. 172 chị Thu Nguyễn. Rồi hồng lụa mà trà mi nha các chị ơi, trà mi cho em luôn 150.000, ai thích thì nhanh tay cho em mẫu này nha. Em có số lượng nha các chị. 277150, 277150. Chị Kim Anh Phủ ơi, bên em gọi điện chốt đơn cho mình rồi là hàng đã đi rồi nha chị ơi. Dạ đơn hôm qua là chiều nay em mới gọi điện chốt đơn nha các chị ơi. Các chị ơi, các chị mình á chia sẻ cho em đi. Trời ơi chấm bài cho em đi các chị. Tương tác giùm em nha các chị mình nha. Hôm nay trời em bán cái giá quá là rẻ luôn mà các chị mình không tương tác, không ủng hộ là em buồn lắm luôn á. Em định là lên cái Vân Pháp với lại cái lụa nhũ giảm giá cho các chị mình mà các chị mình không thích. Không thích. Em biết sao giờ. Cái lụa nhũ với Vân Pháp đẹp lắm mà không hiểu sao các chị mình ít thích nè. Rồi ai lấy 277 cho em nha. 150.000 lụa trà mi nha các chị. 277 chị Lan Nguyễn. Chị Trâm Nguyễn 277, chị Bình An 277. 800, bao nhiêu cái nè? 150 luôn đi. Bao nhiêu cái vậy? Còn 2 cái nè. 150.000 giùm em lụa ánh trăng nha. Đó. Em giảm hết trên xào đi rồi. Trời ơi, cái hàng này em bán buổi đêm bán 200.000, còn 1 2 cái em giảm giá cho các chị mình luôn đó. Còn 1 2 cái các chị mình. Trời ơi, các chị mình chấm bài cho em nhiều nhiều đi, chấm bài nè, lụa nhũ nè, Vân Pháp chấm bài cho em nhiều nhiều đi, em có động lực em lên. Chứ hồi lúc đầu like em lên mà em thấy các chị mình ít thích nè, nên là em ngừng một chút xíu ha. Các chị mình thích thì em chúc em lên lại nha. Lụa nhũ đi hả? Rồi ok các chị mình nha. Giờ các chị mình thích không? Lụa nhũ em bán 160.000. Trời ơi 160.000 là em nói thiệt luôn là bán coi như là lấy vốn thôi đó các chị. Thiệt luôn, lấy vốn thôi đó. Rồi ánh trăng 94 150.000 nha. Lấy vốn thôi đó. Các chị mình chấm bài giùm em đi, tương tác giùm em lên lụa nhũ nha. Chấm bài đi các chị. Dạ áo đi mặc là lụa hồng nữ hoàng 200.000 một áo nha các chị nha. 250 ngoài thị trường, 300 ngoài thị trường mà em bán 160.000. Trời ơi còn cái gì nữa đâu các chị. Còn gì nữa đâu. Mà các chị mình tiếc cho em một cái chia sẻ. Các chị tiếc cho em một cái chia sẻ đúng không? Ánh trăng đi các chị ơi. Ánh trăng đi, em lên mẫu này xong em lên lụa nhũ nha. Rồi 77 cho em. 77 cho em lụa ánh trăng. 94 chị Ngọc Trân. 150.000 nha. 150.000. 94. 94 chị Bé Nguyễn Thị. Chị Xuân Trần cho em xin số lên đơn. Chị Nguyễn Thị Thương 494.
Ba cái hả? Các chị khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại trong một comment em dễ lên đơn nha. Rồi em lên lụa nhũ nha. Ai lấy thì 77 okay, thì ok chị Bình Nguyễn luôn ạ. Trời lụa nhũ thì em bao la, Vân Pháp thì em bao la. Không đi giá là 150 nha. Ok. 77 chị Khánh Hưng. Trời các chị ơi, lụa nhũ mà. Các chị mình nhìn cái mình hàng. Dạ áo bé Ly mặc có độ co giãn nhẹ nha các chị nha. Dạ có co giãn nha các chị. Mua áo giảm giá có bán quần không? Tức là bộ và có luôn chị ơi. Khi nhân viên gọi điện chốt đơn các chị mình báo phố quần nha. Rồi. Hoặc các chị mình comment mã số kèm chữ bộ giúp em nha. Các chị ơi, nhanh tay cho em mẫu này nha. Lụa nhũ 250-300 ngoài thị trường. Một giá duy nhất 160.000 trong buổi chiều ngày hôm nay. Ai lấy thì nhanh tay cho em nha. 77 chị Khánh Hưng. 259 nha các chị. 259 giùm em giảm cái giá sốc quá. Em nói thiệt luôn, cái giá này là sốc luôn á. Không ai bán lại luôn, em nói thiệt. Trời lụa nhũ bán 160. Lụa nhũ mà bán 160 các chị. 259 cho em 160.000. Dũng gì ra đây vậy? Tương tác giùm em. Liện cái màu tím xuống đó. Là 277, vậy là phải liện cái 77 xuống chi vậy? 277 là cái nào? 277 này nè. Đúng giá hả? Ừ. Chị Hiền Đinh 277. Buồn dễ. Rồi 259 cho em nha. Đang tìm lề mẫu cái vô cái ẩm xuống. Đẹp chưa? 259 chị Nguyễn Ngọc Trân. 259 cho em. Chị Ken Tiền áo Li Mặc. Vải trơn dạ không có các chị ơi. Hôm nay không có lên vải trơn nha. Sào trên màu đỏ ok các chị mình luôn. Các chị mình ơi, ở trong live chia sẻ tương tác với em nha. Chia sẻ với em lên trang cá nhân, chia sẻ lên hội nhóm với em nha các chị yêu nha. Trời ơi Thượng Uyển nha các chị, 200-180 nha. Trong buổi chiều ngày hôm nay em giảm luôn còn 150. Ai lấy thì nhanh tay cho em luôn. Dạ Đông Hương Trơn em không có nha các chị. Em hết rồi nha. 150 giùm em Thượng Uyển nha các chị nha. 150.000 giùm em. 543-150. Chất liệu là lụa Thượng Uyển nha. Ai lấy thì nhanh tay cho em nha các chị. Ai lấy thì nhanh tay cho em. Quá xuất sắc. Dạ Giáng Hương hết hàng rồi các chị ơi. Giáng Hương hết hàng rồi. Cái Giáng Hương một vàng còn, Nguyễn Hương trắng không có. Nhanh tay cho em nha các chị nha. 250 nha các chị nha. Ngoài thị trường em like 150.000. 543. Li Mặc là một áo 200, một bộ 270.000 miễn ship nha các chị nha. 543 chị Nguyễn Ngọc Trân, chị Hoàng Mạnh 543, chị Thu Hiền 543, chị Trúc Ly 543. Chị Phạm Kiều áo dài 543. Hồng Nữ Hoàng nha các chị. 150 luôn hả Cúc? Hả? Cúc. 150.000 luôn nha. 259 chị Linh Vũ và áo Li Mặc chị Linh Vũ. Nhũ hả? Ừ. Nhũ màu vàng. Rồi nhanh tay cho em nha. Hồng Nữ Hoàng lập thể 150.000 luôn các chị. Trời ơi đẹp xuất sắc. Các chị mình đi coi nhiều like các chị mình biết giá. Em bán cái giá này là không ai bán lại luôn nó thiệt. 390 giùm em. 390 giùm em 150.000 nha các chị nha. 543 chị Hiền Đinh. Trời ơi ai lấy thì giùm em comment chứ. Cái khác Ly ơi. 390. Ly. Cái khác đi. Thật lỗi hả? Bị sút quá vậy. Ba chín mươi chị Lâm Mùa, chị Ngọc Châu 390. Một bé hai em hết nha chị ơi. Chị Hiền Nguyễn 390, chị Tiền Long 390. Ba cái. Rồi nhanh tay cho em nha các chị nha. Lụa nhũ nha các chị. 160.000 nha các chị nha. Đây. Các chị mình nhìn cái hoa văn là bao đẹp luôn. Con bướm xinh nha các chị ơi. 160. 250 giờ còn 160.000. Ai lấy thì nhanh tay cho em nha. 147 160.000 cho em nha các chị mình ơi. Lụa nhũ nha. Lụa nhũ nha các chị. Rồi nhanh tay giùm em. Tương tác giùm em nha các chị. Trời ơi đẹp quá. Các chị mình không mua là mai em bán lại 200.000 nha các chị nha. Các chị mình không mua là mai. Ok chị Tiền Long à.
chị ơi, các chị mình không mua là mai em bán lại 200 nha. Cái 147 này là hơi bị đẹp nha các chị. Con bướm xinh nha các chị. Bao nhiêu cái rồi? Ai lấy thì ủng hộ em. Con chị... bướm xinh. Thúy Châu Thái 147. Chị Lan Nguyễn 147. Chị Thoa HT 147 hai áo. 390 em hết rồi các chị ơi. Chị Thanh Xuân 147. Trời ơi cái màu cái mẫu 147 nó đẹp quá đẹp các chị ơi. Là đẹp luôn. Nó thật là xuất sắc luôn á. Chị Phan Hồng 147. Rồi theo yêu cầu lên. Chị Mỹ Dung Phụng 147. 390 em hết rồi các chị ạ. Phân phát nha các chị. Hàng giảm giá có giới hạn số lượng nha các chị yêu nha. Dạ em chào chị Thanh Tiên Nguyên nè, em chào tất cả các chị mình nha. Hello, chia sẻ ủng hộ em nha. Để bịch vô đây, dục bịch qua đây. Đây, Vân Pháp cho em giá sốc luôn. 250, 350 đúng không các chị? Hôm nay em giảm luôn còn 200. 147 chị Võ Hiền. Các chị mình lưu ý giùm em, Vân Pháp 200 không có hỗ trợ tiền ship. Các chị mình mua bao nhiêu áo thì bên em cũng chỉ phụ thu phí ship 20k. Rồi ai lấy 138 cho em nha, Vân Pháp 200 nha các chị nha. Vân Pháp 200. 147 chị Nguyễn Thiết Tha. Hiện sáng giờ chuyện giờ rồi. Chuyện giờ hiện bị dính lên dễ sợ. Rồi nhanh tay cho em 138 nha các chị nha, Vân Pháp. Dạ 147 là lụa nhũ nha các chị nha. Lụa nhũ còn gọi là Latin nhũ á các chị. Vân Pháp nha các chị nha. Vân Pháp. Trời ơi đẹp quá sao. 138 138 cho em 200 nha các chị nha, 200 tiền vải nha các chị. 200 các chị mình được 2 mét vải. 138 chị Võ thì 6. Lên cái màu vàng lại. Màu vàng. Đơn hôm qua là chiều nay và sáng mai bên em gọi điện chốt đơn nha các chị nha. Rồi lên tiếp một cái mẫu giảm giá trên xào. Tơ tầm đúng không các chị? Tơ tầm 1457 chị Thúy Châu Thái có đơn nè. Ở ngoài các chị mình mua ít nhất là phải 250.000 nha các chị nha, lụa tơ tầm. Hôm nay em giảm luôn. 250 hay nhiêu? 200. 200 luôn hả? Thời Vân Pháp có 200 luôn. 130 nha các chị ơi. Lụa tơ tầm hôm nay giảm còn 130. Ai lấy thì nhanh tay cho em hết hàng nha các chị. 474 giùm em, giảm sốc luôn. 474 nha các chị nha. Lụa tơ tầm 130. Cái này giảm này là các chị mình phải chia sẻ nha các chị chia nha. Chia sẻ cho em nha các chị ơi. Em mới bán giá này các chị mình không chia sẻ, không chốt mẫu này nha. Nha các chị nha. Tại vì hả nãy giờ các chị mình chấm bài ít nè, chia sẻ ít cho em đó các chị ơi. Các chị mình phải chấm bài nhiều nhiều, chia sẻ tương tác em nhiều nhiều em mới bán cái giá rẻ như vậy được các chị. Chứ nếu không là em bình thường em vẫn bán 200 nha các chị nha. 474 giùm em, 474 giùm em. Tại vì like buổi trưa dạo này sao rất là mất tương tác của các chị mình luôn. Các chị mình ít coi like buổi trưa nè. Rồi ai lấy mẫu này thì comment 474 cho em đi các chị ơi, 474 giùm em. 474 nha các chị ơi, 130.000 nha các chị mình nha. Chia sẻ chấm bài tương tác giùm em nha các chị. Chị Hoa mẫu đơn để em kiểm tra lại đơn nha chị nha. Các chị mình không mua 130 mai em bán lại 200 bình thường nha các chị nha. Em giảm giá chị tại mình không lâu thích. Lâu lâu em giảm giá chị ơi, cho các chị mình lấy lại tương tác buổi trưa rất em là giảm, tương tác. Em giảm luôn. Giá với chị mình không thích thôi em lên giá lại. 474 chị nhà Mai Thu Hoài. Đây em lên cái này là ngọc lụa thanh trúc mà. Thanh trúc hay thanh trà vậy nè các chị nha. Nhiều nơi người ta hay gọi là thanh trà ha. Em thì gọi là thanh trúc nha các chị. 300 nha các chị nha, 350 300 ngoài thị trường nha các chị mình nha. Em like luôn. À mình may đồ bộ được nha chị ai ái fan nha, còn áo dài may được bộ áo dài thôi nha. 220.000 nha các chị nha, 220.000. Free ship cho các chị mình luôn. Ai lấy thì comment cho em mẫu này nha các chị nha. 220.000 free ship luôn. Ai lấy thì comment cho em 355. Chị anh hàng ơi, nếu mình mua hàng trên like á, hàng giá giảm với cái hàng mà em like trên like cái gì mình ok giá thì hẳn comment nha. Nếu mình không ok giá thì đừng comment, chứ vì khi mà bên em chốt đơn cho chị xong chị trả giá bên em không chốt đơn được nha chị nha.
Chị Thúy Loan Nguyễn 474 2 áo. 353 353 giùm em 220.000 nha các chị nha. Chất liệu là lụa thanh trúc, miễn phí ship cho các chị mình mẫu này luôn. Ai lấy mẫu này thì comment cho em nha. 355 355 cho em nha các chị nha. 220 miễn phí ship. Các chị nào mình thích thì nhanh tay giùm em. Hàng em like trên like là hàng giảm giá rồi. Các chị nào mình đồng ý giá trên like thì các chị mình comment nha. Cái sau khi mà bên em kết thúc like, bên em gọi điện chốt đơn, các chị mình đừng trả giá giùm em nha. Trả giá em sẽ không có bán cái giá nào mà thấp hơn cái giá trên like đâu chị nha. Dạ, vốn 3D không có các chị ơi. Rồi em lên thanh liễu nha. Thanh liễu giùm em 200 một vải áo, kèm cho em miễn phí ship luôn nha các chị. 350 nha các chị, em bán 200 thôi. 200 thôi các chị ơi. Là rẻ hơn người ta 150.000 nha các chị nha. Rẻ hơn người ta 150.000. Quá đẹp, quá xuất sắc này các chị. Rồi ai lấy comment cho em thanh liễu nha. Thanh liễu là 200, kèm cho em miễn phí ship luôn. 439 200. Lên lên đỏ trơn xào dưới hả? Bé Liên ơi, không có đỏ trơn nha các chị ơi. Bé Liên có Loan Nguyễn không? Có, ok các chị. Rồi 439 cho em nha, 200. Kèm cho em miễn phí ship nha, lụa thanh liễu nha các chị ơi. Ai lụa thanh liễu. Có gì kêu rồi, cũng chốt đơn không đi chờ nãy giờ. Đó, cái vân vải rất là đẹp nha các chị. Đó, các chị nào mình thích thì comment cho em nha. Rồi ai lấy 439 thì comment nha các chị nha, 200. Miễn phí ship nha các chị. Thanh trúc thanh liễu 250 nay giảm 200.000 miễn phí ship luôn các chị ơi. 439 chị Trần Hoa. Nhanh tay nào các chị mình ơi, hôm nay săn hàng đẹp giá rẻ nha các chị nha. Dạ đúng rồi chị. Trên live bán hàng giảm giá là khi chốt đơn, gọi điện chốt đơn trả giá giá thấp hơn nữa, bớt 10.000 20.000 được thì lấy, không thì xả hàng hết các chị. Nên các chị đó em không có chốt đơn nữa. Rồi chị nào nha. Mà đồng ý giá trên live thì các chị comment em chốt đơn cho các chị mình nha. Mango cho em nha, 100.000 một vải thôi các chị ơi. 419 cho em nha, mango 100 em giảm giá luôn. Bây giờ giảm đồng giá 100 nha. Ai lấy thì nhanh tay giùm em 419. 419 419 nha. Rồi mango màu xanh bơ rất là dễ thương luôn, 100 cho em luôn nha các chị ơi. Mango màu xanh bơ 100. Ai lấy thì nhanh tay giùm em. 325 100, 325 100. Chất liệu là lụa lạnh, lụa mango, 325 100. Chị ơi. Hôm qua sao? Mang gồm xỉn Huế luôn một chị trăm. Lan Nguyễn ơi, bên em hôm qua có gọi điện chốt đơn và hôm nay sáng nay có gọi điện cho chị mình hai cuộc luôn mà mình không có nghe điện thoại nên em không chốt đơn được cho anh chị nha. Chị thấy cuộc gọi nhỡ vui lòng gọi lại giùm em chốt đơn nha chị. 216 100 nha các chị ơi. 325 chị Gôn Nguyễn. Đây tầm ý màu cam luôn 100 cho em nha. Các chị ơi, mình đặt hàng để ý nghe điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Bên em chốt đơn cũng cực lắm mấy các chị. Like cũng cực mà chốt đơn cũng cực nữa. Rồi 32 giùm em cam đất 100 nha các chị ơi, tầm ý nha. 32 216 chị Nguyễn Thanh Đẹp. Dạ có màu gì em like màu đó nha. Mango màu đỏ 100 nha các chị. Mango màu đỏ em like 100 thôi. Ấy chip mồ. 233 100 chất liệu là lụa lạnh, lụa mango, 233 100 nha. 100 100 bao đẹp bao xinh luôn các chị mình ơi. Màu đỏ. 32 chị cô Phương Lam. Đây nãy lúc nãy cái chị nào hỏi màu đỏ nè các chị. Trời ơi quá trời đẹp luôn. Đây màu đen nha các chị ơi, mango màu đen luôn 100.000 cho em luôn. Mấy bữa hết hàng sao giờ còn nữa trời. 202 100. 202 100. Mình đã cấm rồi mà sao nó vẫn nhảy được ta? Nhảy như đứa khác. Cấm đứa này nhảy đứa khác. Nhiều đứa ghê. 233 chị Nguyễn Bá Huệ. Đây các chị ơi, đuổi màu ruốc nha. 233 chị Ngân Trần, em có áo thôi chị nha, em không có bộ nha. 2m nha các chị ơi, 437 giùm em nha, 100. Vải đuổi nha các chị. Cái hồng sen này đẹp nè, 100.000 luôn cho em nha, mango. 202 chị Diễm Hằng. 177 100. 177 100 mango hồng sen. Ánh trăng nha các chị ơi,
Ánh trăng cho em nha. 200 nha các chị. 437 chị Nguyễn Thanh Đẹp. 250 nha các chị nha. Hôm nay em giảm luôn trong buổi chiều ngày hôm nay 150.000 thôi. Chia sẻ cho em cái em mới like được giá này nha các chị ơi. Chia sẻ cho em nha. Chia sẻ em mới like được giá này nha các chị. 524 nha các chị ơi. 150.000 giùm em. Lụa ánh trăng. Trời ơi đẹp chưa? 524 giùm em nha các chị. 524 giùm em. Có 150.000 thôi. Năm 24 giùm em 150. 177 chị Nguyễn Ngọc Trân. 4 giới hạn nha, ai lấy thì nhanh tay giùm em nha các chị ơi. Mỗi mẫu em có áo à. 524 chị Nguyễn Đào. Còn dán hương nè, ai hỏi dán hương em lên dán hương luôn 150 nha. Dán hương 150 nha. Chị Bích Phương cho em xin số lên đơn. Dán hương. 524 chị Thủy Phan. 423150 giùm em nha, lụa dán hương. 423 giùm em dán hương 150.000. Trời ơi bao đẹp luôn. Bao đẹp nha các chị nha. Ai lấy thì comment cho em. 423150. 423150 nha. Rồi cái hồng nữ hoàng này hôm nay em cũng giảm luôn 150.000 luôn. Các chị nào mà thích thì comment tương tác giùm em. 423 chị Nguyễn Nguyễn. 155150. Năm 24 chị Bích Phương. 155 423 chị Thúy Châu Thái. À. Đây, Hải Đường 150 giùm em, Hải Đường. Hải Đường 150. Hoa nhí nha các chị ơi. Hoa nhí ha, 321150. Đó lè đó lét rồi trời. Ừ, đó lè đó lét. 321150 giùm em nha, lụa Hải Đường nha các chị. Lè đó lét đó. Xương đen một. Chị Quỳnh áo dài ơi, mình cho em số điện thoại không có liên lạc được nha. Số điện thoại của mình bị nhầm số rồi. Thuê bao không liên lạc được. Chị có số mới thì em chốt đơn cho mình nha chị nha. 585150 giùm em nha, xương đêm. 585150 lụa xương đêm nha các chị. Dạ em chào chị Hoàng Bảo nha. 585585 giùm em. 150150 giùm em. Ba hai một, ba hai một có mấy cái? Rồi cái thanh liễu này 321 cái hả? 107 luôn đi. 321 cái hả? Cái. Chị Cam Ngọc 321. Rồi cái thanh liễu này em giảm còn 107 nha. 585 chị Nguyễn Thị Kim Hòa. 351170. 351170 nha các chị nha. 351170 chị nào lấy thì nhanh tay giùm em 351. 524 chị Mỹ Hương. 351 nha. 423 chị Nguyễn Hoa. 423 cái màu nê này còn không? Nè. Ừ. Không, hết hai cái rồi đó. Ừ. Hai cái đó. Con nói cô của đặt cái đây thật anh coi giãn 4 chiều em giảm luôn nha. 107 nha các chị. Chị Trần Hà em thấy chị nè chị ơi. 170 nha các chị, thật anh coi giãn 4 chiều 170. Các chị nào mình thích thì comment cho em nha. Thật anh coi giãn 4 chiều. 351 chị Trâm Nguyễn. Còn 351 chị Ngoại Tâm. 107 nha. 107 luôn. 3 170 bây giờ còn 170 thật anh coi giãn 4 chiều nha các chị ơi. 170 170 170 thôi. Ừ. Anh liễu 170. Ủa sao giảm dữ vậy? Sáng vừa vô giảm chị bán 200 thôi. Anh thấy 200 có ấy không? Có, tối sáng chốt là đi hết luôn á. Nói chung hên xui đó. Hên xui dạ. Nhưng mà giảm quá. Giảm quá sản phẩm mất giá rồi.
còn lai nhiều mà. Đây nó còn một áo nha các chị nha, nên là em giảm nha các chị, chứ bình thường là em không có like giá này nha các chị ơi. Bình thường là em không có like giá này nha, thanh liễu em giảm 170 luôn. 510 chị Nguyễn Ngọc Trân, chị Nguyễn Thị Rinh 510. Chị Thúy Phan 510. 47 170 giùm em nha, chất liệu là lụa thanh liễu. Thanh liễu hôm nay giảm 170, các chị nào mình nhanh tay thì comment giùm em nha. Có một cái rồi các chị. 524 chị Đặng Thị Hồng Ngọc. Cái bánh trăng này còn không? Bánh trăng nào? Ừ. Còn. Cái nữa. Đời muốn khỏi. Còn cái. Hết chưa? Còn cái. Còn cái. Rồi thanh liễu giùm em nha. Không, cái không ai lấy nữa đâu. 170 nha các chị nha. Mã 70. 17. Vừa mẫu một cái hết phải không? Ừ. 47 chị Minh Nguyệt. Chị Huệ Nguyễn. Rồi tầm ý nha các chị ơi, tầm ý. Tầm ý mùa này mà các chị mình mặc tầm ý là bao đẹp nha các chị nha. Các chị mình mặc tầm ý là bao đẹp. 130 luôn nha các chị nha, 130. Tầm ý nha. Này em còn mỗi mẫu một cái. 189 130. 189 130. Trời ơi, mặc tầm ý mùa này là bao mát nha các chị. Mang áo dài không cần lót cho em luôn. Đây, tầm ý 130 nha các chị nha, 130. Tầm ý nha các chị. 531 130. À, chịu hay ghê. Nguyên một móc màu đỏ nhưng mà tất cả đều khác nhau. Chị hả? Khác bông rồi. Trời, hay ghê. Dồn vô cho một móc like đi kìa. Trời, chắc chết tôi. Rồi, 189 chị Tâm Bình. 130 nha các chị ơi, 130. 132 130 ngàn nha, tầm ý nha các chị. Tầm ý nha các chị ơi. 130 130. Vừa quần áo dài xin lại số, chị không cho luôn đó ta. Nghỉ chốt luôn. Rồi goodbye luôn. Goodbye luôn. Ai không cho số goodbye nha các chị ơi. Các chị mình cho em sai số xin lại, các chị vui lòng cho em xin lại số đi. Các chị mà không cho số là em nóc bom hàng luôn. Tầm ý nha, 130 nha các chị yêu ơi. 486 nha các chị, 130 tầm ý. 531 chị Hương Nguyễn Nguyễn. Đeo hàng quá đỉnh luôn, nguyên một móc đỏ lè đỏ lét. 132 chị Bông Nguyễn. Đó, đẹp chưa các chị ơi, đẹp chưa. Em gọi thuê bao không liên lạc được chị ơi. 546 nha các chị. 486 chị Liên Nguyễn. 130. Thôi, sưu tầm màu đỏ. Đây, nguyên lô chưa like luôn. Cái này gọi là sưu tầm màu đỏ. 130 luôn nha các chị nha. Ai lấy thì comment cho em. Vôn 3D mặc cũng rất là mát nha. Vôn 3D. Cái Hiền gọi chị cái số được không Hiền? Năm 46 chị Nghiêm Anh. 130 nha các chị nha. 129 giùm em vôn 3D 130. Các chị mình đã mua cái vôn hàng là đã 120 rồi các chị. Ha, các chị mình đã mua vôn hàng 120 rồi, các chị mình bỏ thêm 10.000 nữa đi, các chị mình mua thử cái vôn 3D này đi ha. Trời ơi, em mà còn hàng là em cũng sản xuất nhiều quá. Hết hàng rồi, lâu lâu nó về một đợt rồi. Không có hàng nha chị ơi. Rồi ai lấy một vôn 3D giùm em nha, 129. 130 ngàn nha các chị. 129 130 ngàn vôn 3D. Ủa? Ai lấy thì comment nha các chị. Cái này em rứa luôn nè. Cái này nè chị. Tầm ý nha các chị. Màu xanh lá mạ non hả? Xanh lá mạ non rồi, thấy rồi các chị. Đợi em xíu nha. Tầm ý nha các chị ơi. Trăm ba luôn nha các chị, tầm ý. Chị Quỳnh áo dài ơi, bấm lại. 09 nè, 13 nè. 9 nè, 06 nè. 9 nè, 33 nè.
quý khách vừa gọi hẹn không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Em mới gọi đấy chị ơi, thuê bao không liên lạc được nha. Có số mới thì cho em chốt đơn, còn số cũ là em không chốt đơn nữa nha. Em mới xả một đống hàng của chị luôn á chị. 130 giùm em nha, tầm ý nha các chị ơi. 130 tầm ý giùm em. 129 chị Nghiêm Anh, chị Sáu Bùi 129. Trời ơi mấy cái mẫu này là bao xinh bao đẹp luôn các chị mình ơi. 438 130 giùm em nha, tầm ý. Tầm ý giùm em. Ok, vậy là chị biết số thuê bao rồi sao chứ. Trời ơi, sao mấy con nhỏ này ngộ quá trời. Đâu ra mà nó nhiều dữ ta. Tầm ý nha các chị nha, tầm ý giùm em nha, 470. Lên đỏ đi hả, khách nghe. Ừ, không hiểu luôn á, sao ai treo hàng hay thiệt luôn á. Chị Maria Nguyễn 381. Treo lên chứ giờ sao. Treo hàng giờ phải lên chứ giờ sao. Rồi nhanh tay cho em nha, tầm ý mà hôm nay like 130 nha các chị. Cái này gọi là mù mẫu à. Trời ơi chán ghê. Mù mẫu chứ phải mù màu nữa. 438 chị Bích Vân. Màu đỏ lè đỏ lét luôn á chị ơi. 470 chị Bông Nguyễn. Cái này Hải Đường. À Thượng Hải. Thượng Hải nha các chị ơi, Thượng Hải cho em ha. Giảm luôn đi còn 130. Hết màn hàng rồi. 130 nha các chị. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa các chị? Hoa đơn giản đó. Hoa đơn giản. 472 130. Ok chị Diễm Nguyễn điểm kiểm tra lại đơn nha. 472 130. Thượng Hải. Trời ơi đẹp. Thượng Hải là 250 đó các chị. Nhưng mà tại vì hết hàng rồi em dạ em có đọc tên là có đơn nha các chị nha. Xả lỗ còn 130 nha. Ai lấy thì nhanh tay cho em 130. Chị Phương Thanh mình chưa có đơn à. Dạ có tầm ý của ông đều luôn, tí xíu em lên nha các chị nha. Nhiều à. 130. Tầm ý nha các chị, 130. 472 chị Thúy Lan Nguyễn. Còn áo à. 548 130. 520 chị Dung Lê. Sáng chị chừa lại cho em cái nè. Gì? Chừa lại em cái. Thương ghê ha. Sáng lai chừa lại em cái, cái em lai chừa lại tối em cái. Thương tôi ghê. Thương quá. Vân Pháp nha các chị, Vân Pháp nha. 129 chị Võ Cẩm Tú. 200 không hỗ trợ tiền ship nha các chị. Vân Pháp em giảm luôn 200. 301 200 ngàn một vải lụa Vân Pháp. 301 Vân Pháp giảm còn 200 không hỗ trợ tiền ship nha các chị yêu ơi. Ai lấy thì nhanh tay giùm em nha, có ít nha các chị, có một cái. 548 chị Lâm Mùa. Rồi 200 nha các chị ơi, Vân Pháp 200. 582 200. 301 chị Nguyễn Nguyễn. 582 200. Vân Pháp bao nhiêu? 200. 301 còn không? Còn không? Hết. Nhũ nha các chị, 160. Nhũ 160 ngàn luôn, xả mẫu. 249 160. 582 chị Trân Trân. 249 160. 582 chị Liên Nguyễn. Đây 160 giùm em. 566 giùm em nha. Trời ơi đẹp chưa các chị. 160 luôn. Sao người mình nó cứ mệt mệt hoài ta. Rồi cái gấm chấm mã bi đó hả, cái mã đó không? Đúng rồi. Cái gấm chấm bi nha các chị nha. 249 chị Huyền Trang. 100. Ai lấy thì nhanh tay cho em cái giá tiền kèm luôn. Vũ Nam 150 hả? Đúng rồi. 160. 449 giùm em nha. 100 ngàn nha. Chấm bi 100 ngàn. Hồng Kông. Chấm bi 100 nha các chị ơi. Chấm bi 566 chị TK Ngọc Đặng. Cái này là em nói thiệt luôn, cái này là bán lỗ luôn. Bán lỗ luôn nha các chị nha. 449 chị Ngọc Vũ. Giảm còn 100 luôn nha các chị nha. Phi hàng 100, ai không lấy là thôi. Tiếc cả cuộc đời nha các chị nha. Dạ mà vải đăng lúc nãy là tối nay mới bán nha các chị nha. Rồi 206 cho em 100.
Rồi nhắn tay giùm em nha, lụa phi hàng 100.000 luôn, 93 100. 93 em like 100.000 kèm cho em luôn số tiền đây các chị ơi. 209 chị Dung Lê. 150 phải không? Đúng rồi, 15 100. Dạ em cảm ơn chị Trân Trân ạ. Mấy bữa nay muốn nước cam nhiều lắm mà nó không tăng đề kháng. Chín mươi ba chị Trê Xuyên Nguyên. Chấm bi em hết rồi nha. 93 chị Mum Mum. Ba ly 130. Cô Phương Lam 93. Rồi 541 130 nha các chị. Qua mẫu xả mẫu luôn. 541 lụa ba ly 130. Chấm bi em hết rồi các chị. Vân gỗ hoa hồng 130. 547 130. 547 130. Vân gỗ hoa hồng. À, hôm nay giảm giá sốc luôn các chị. Hôm nay là giá nào ly cũng bán hết các chị ơi. Giá nào bán bất chấp luôn các chị ơi. Chia lụa chéo 130, 535. 541 chị Nguyễn Thảnh. Không có chia sẻ, không tương tác giùm em là em buồn lắm luôn á. 541 chị Nguyễn Thảnh. Tầm ý 130 nha, tầm ý. Tầm ý giùm em mẫu này bao đẹp luôn, hoa đều 130. 547 chị Đặng Thị Hồng Ngọc. 535 chị Dung Lê. 56 cho em mẫu này 130 tầm ý. 56 130 tầm ý. 56 tầm ý 130 tầm ý hoa đều nha các chị ơi. Về may đầm, may áo dài, may đồ bộ gì cũng đẹp nha các chị. 56 130. Rồi cái vôn này là vôn tơ theo, em cũng like 130 luôn đi. Vôn tơ theo 130 luôn, 170 giờ còn 130. 56 chị Thúy Châu Thái. 289 130 luôn, vôn tơ theo. 289 còn. 56 chị Sáu Bùi. Sáu Bùi ơi, mình lấy mẫu nào chắc mẫu đó, đừng xả lại giùm em nha chị nha. Chị Hoa Thắng. Chị Hoa Thắng 56. Vôn tơ theo nha các chị, 130 luôn giùm em. Qua mẫu luôn á, cho qua mẫu luôn em nói thiệt. Rồi 130 290 130 giùm em. Dính dĩ cái gì trời. 289 chị Thu Thủy. 290 130. À 290 130 nha. Dạ còn lùi nhũ còn nhiều các chị ơi. Tao mày quá. Tao mày mệt quá mày à. Nó khùng ghê. 285 cho em 130 nha, Volter theo. Volter theo 130. Đi em đây cho lấy món mày. 290 chị Hương Nguyễn. Rồi ai lấy comment cho em Volter theo nha. 130. Má chị trời ơi đẹp chưa. 238 130. Volter theo. 285 chị Hóa Trần. Con tôi thêm đang giảm giá các chị ơi. 285 chị Trân Trân. 130 luôn nha em. 130. 276 130. 285 chị Hương VT. Dạ em mặc là 200 một vải. Hồng nữ hoàng nha các chị ơi. Em mặc là hồng nữ hoàng 200 một vải. Đây 120 100. 30 ngàn. 120. Dạ em khỏe rồi chị. Em khỏe nhiều rồi chị Út Lê. Em cảm ơn chị Út Lê nhiều nha. À chị Út Lê hả? Ừ. Chúng mày dễ thương quá trời. Vôn 3D 130 giùm em nha các chị. Vôn 3D 130. 238 chị Loan Tăng. Siêu pháp chấm bi đúng không Hiền? Chấm bi phải không? Siêu pháp đó. Siêu pháp mà. Còn cái à? Siêu pháp á, ép siêu pháp đi. Ừ. Đúng rồi. Hôm qua em thấy Hiền mặc thạch anh mà chị. Hiền cái đó hết hàng rồi. Trước nhận in siêu pháp không ạ? 385 giùm em nha. 385 100. 30 giùm em vôn 3D. Bây giờ còn em siêu pháp không mà đâu có thạch anh đâu. Đúng rồi. 276 chị Lan Tăng. 120 chị Kim Anh Lê. Vôn 3D. 432 giùm em nha.
130V 3D 130 V 3D. Giảm giá sốc các chị ơi, giảm giá sốc luôn. Còn lẻ mẫu nha các chị ơi, mỗi mẫu một áo em sale nha các chị. 120 của hình khoai tay. 364130 385 chị Lan Nguyễn. 364130. Mấy bữa nay khách hàng mình á đặt giùm với đi công tác đi du lịch hoài à. Mùa hè nè, đi du lịch, đi biển, đi đồ xã, đi Đà Lạt nữa, đi xã Sa Pa. Nhưng mà xã hàng. Đặt giùm 3 xóm. Rồi 208 cho em nha, 130. Tức con ngực. 183 giùm em 130 nha các chị nha. Phone là phone 3D nha các chị ơi. Phone 3D. 160 giùm em 130 luôn, phone 3D. 160 130 phone 3D. 364 chị Lan Nguyễn. Còn có khách rồi, để gặp chồng kinh nó đi rồi, đi luôn rồi. Gọi điện vợ thì nói vợ mình đi luôn rồi. 427 130V 3D nha các chị nha. Tím hả chị? Tím hả? Đợi em xíu nha, em lên cái này xong em lên cái tím. 160 chị sáu bồi, chị sáu bồi 160, chị Phương Phạm 160. 196 cho em nha, vuông 3D 130. 130 130. Chị Lan. Ở trong cái đống này nè, có cái này nè, lấy đi. 427 chị Lan Nguyễn. Trong này nè, có một cái. 130 cho em nha, vuông 3D 130. Đúng vậy nè chị. 197 130. 197 130. Đó, chụp qua. Có thì lấy ra. Có không chị? 196 chị Lan Nguyễn. Có không? Đây vôn 3D nha các chị, 130. 367 130. 367 130. Hai cái. 160 chị Hoàng Huy Phù. Đây đẹp chưa các chị? 538 130. 538 538 130 giùm em. Đây còn cái nữa nè Cúc. Y chang. Nào. Đó, đang cầm nè. Nè. Ờ. Y chang luôn, treo hàng lạ lùng ghê. 130 giùm em vôn 3D nha các chị. 81 130. 81 giùm 196 chị Hoàng Huy Phù. Rồi cái này hoa đều ha. 273 130 vôn 3D giùm em. Trời mặt mát lắm các chị ơi. Mặt là bao mát luôn. 250 130 chùm em nha. 130 ngày tầm ý. Phone 3D 130. Phone 3D, phone 3D 130 nha các chị nha. Phone 3D 130. Ai lấy thì nhanh tay dùm em. 75 75 130. 81 chị hội cô hình khoa tay. 290 em hết rồi nha các chị. 75 cho em nha. 130 Phone 3D. Phone 3D, phone 3D. Rồi lên cái tiếng. 272 về Phương Phạm. Rồi, cái này tím nha, lụa thanh trúc. Thanh trúc nha các chị. 250 chị Sáu Bùi. 75 chị Lan Nguyễn. Cái này. 220 miễn phí ship cho em luôn nha. 75 chị Đinh Thị Na. 250 hôm nay giảm còn 220 miễn phí ship. Số lượng hàng trên sàn em không sản xuất thôi, hết hàng rồi các chị. Trời ơi, cái thanh trúc này là bao xịn sò nha. 480 cho em, 220 ngàn kèm cho em miễn phí ship nha các chị. Bên em tính tiền ship và tính trên đơn hàng các chị, mình mua bao nhiêu sản phẩm miễn, bao nhiêu sản phẩm bao nhiêu sản phẩm giảm giá thì em cũng chỉ phụ thu 20k ha. Còn cái nếu mà các chị mình mua kèm cái sản phẩm free ship này thì mình cũng được tính trên tổng đơn luôn, là các chị mình được nguyên một tổng đơn hàng được miễn phí ship. Rồi ai lấy comment cho em 480 220 miễn phí ship. Rồi nhanh tay nha các chị ơi, nhanh tay nha. Chị đó. Cảm ơn rồi luôn đi. Cái này trên live chị không có. 480 chị Hồng Gamin. Rồi nhanh tay giùm em Thượng Uyển luôn, 130. À 150.
480 chị Nguyễn Bá Huệ. 515 150 ngàn giùm em Phượng Nguyễn. 220 hả? Ừ, 220. Rồi ai lấy Thượng Nguyễn ha các chị ơi, đẹp chưa các chị? 250, bây giờ còn 150 nha các chị ơi. 150 ngàn thôi, ai lấy thì giùm em, ủng hộ em nha các chị nha. Lụa Thượng Thượng Nguyễn. Con tơ theo hả? Nãy mới like rồi đó các chị. Lan ơi Lan. Chưa con, chưa vô lấy giùm em cái 3 mét đi, cái nào 3 mét đưa đây cho em lại. Rồi mango cho em nha. Mango cho em 100. Bao đẹp luôn nha các chị ơi, mango mango 100 ngàn thôi, 562. 3 mét. Cái nào 3 mét thì bỏ ra đây cho em lại. Xé bọc bỏ ra đây cho em lại. 3 mét thôi, đừng có lấy 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi đâu có lại. Rồi 562 giùm em nha, 100 nha các chị ơi. Áo ánh trăng đỏ xào giữa. Ánh trăng đỏ. Ánh trăng đỏ xào giữa thôi. Rồi 562 nha các chị ơi, 100 giùm em nha. 100 giùm em mango. Chị Trương Thơ cho em xin số lên đơn chị Nguyễn Xuân 562. Chị Trâm Nguyễn 562, chị Nguyễn Thị Ngân 562. Rồi ai lấy nha các chị ơi, em lên 3 mét. Có lô nào mà lên sung sung không? Còn 3 chị Nguyễn Ngọc Ánh Ngọc 562, chị Ngân Trần 562, chị Thị Nắng 562, chị Tiến Ngô 562. Rồi nha các chị ơi, em lên chấm bi, cái này 3 mét vải. Lấy luôn. Lô nào? Lên cái lô này cái sung sung gặp cái xuống đi. Có đâu mà không. 130 ngàn cho em nha các chị ơi. 3 mét 130. Các chị khách mới comment với em mã số kèm số điện thoại trong một comment để em dễ lên đơn nha các chị ơi. Lụa mango 3 mét về may được một cái áo dài, một áo kiểu hoặc may được hai cái đầm nha các chị. 392. 392 giùm em 130 ngàn. 562 em hết rồi các chị. 130 nha các chị ơi. 130. 91 130 giùm em. 3 mét hơn không nha các chị ơi. 3 mét hơn thôi, ai lấy thì comment cho em, kèm cho em luôn số tiền trên cùng một cặp. 515 chị Trương Thơ. Chị Trương Thơ. Đây 3 mét 130 giùm em. Trời ơi 3 mét mà có 130 ngàn. Em bán 2 mét là đã 100 rồi. Thêm mét nữa có 30 ngàn à chị ơi. 130 nha, ai lấy thì nhanh tay giùm em. 393 chị Vũ Hiếu, cái này là 3 mét 130 ngàn nha các chị nha. Kèm cho em luôn số tiền đi các chị, các chị mình bấm cho em luôn số tiền đi nha. Mã số kèm số tiền giùm em. Em ghi 3 mét cho nó dễ. 130 giùm em chấm bi mang. Dạ em không có may nha chị nha. Chị Hồng Gamin 91. 374 130. Hello chị Thi Nguyễn nha. 580 chị Thi Nguyên. Trời ơi cái này vô. 3 mét mà có 130. 130 giùm em. 434 130. 3 mét nha các chị ơi. 3 mét vải mang gồ. Trời ơi ta nói bày sướng luôn. May sướng luôn nha các chị ơi, may sướng nha. 550 374 chị Thiên Nguyên. May đủ thứ trên trời luôn các chị ơi, đủ thứ. May gì cũng đẹp nha. Vôn nha các chị nha. Vôn 130 luôn cho em, 3 mét 130. 3 mét là 150 đúng không các chị? 434 chị Mum Mum. 3 mét bán 130 luôn nha. 568 130 vôn. Nguyên một bao đó luôn, bao bên kia nữa nha chị. Bao la bao luôn. Rồi nhanh tay giùm em nha, 525. Đó mấy cái đó thôi. Có bấm bế hết á. Rồi nhanh tay giùm em nha, 525 130. Chị Cam Ngọc 515. Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn một tiếng đó. 275 130 giùm em nha, vôn nha các chị ơi. 3 mét vải trời ơi, ta nói các chị mình về may được hai cái đầm. Về may được một áo dài một áo hoặc là một áo dài một áo kiểu. 525 chị Dung Lê. 130 cho em nha các chị ơi, mang gồ nha. 207 130. Giờ em mấy cái này khó. Cái này mã nhiêu đây? Không hiểu sao mà cái đợt đi. Này về ba mã nhiều quá. Cái kia đè lại rồi đó. Cái nào đè? Đó đè lại rồi. Cái này đó. Cũ mà.
cái nào đè lại rồi đó, cái mã đâu mất tiêu rồi. 550 chị Nguyễn Vinh. 130 giùm em nha. 152 130 giùm em mango. Nha các chị. 130 3 m vải. Đuổi luôn 3 m cho em 130. Đuổi luôn. Hôm nay hợp với con số 13 hay sao? 422 130 giùm em. 422 130 nha các chị nha. Cái này mới like. Cái này mới like mà các chị mình comment lại giùm em nha. 130 giùm em nha. Mango. 207 chị Hồng Tâm Nguyễn. 433 433 130. 3 mét nha các chị ơi. 3 mét nha, may may gì cũng đẹp, chủ yếu là 3 mét với 3 mét. 422 chị Hồng Tâm Nguyễn. 3 mét hơn. 152 chị Trâm Nguyễn. 380130, 380130. Trời ơi đẹp xuất sắc nhất nắp luôn các chị ơi. Còn nữa chị. 433 chị Trần Ánh còn Hằng. Đó, nguyên bao. Ấy lộn. Em xin lỗi nha. 3 mét nha. 433 433 chị gì ta? Ở mà gì trời. 130. Bấm lộn. Em bấm lộn. 130 cho em nha. Lụa lạnh lụa mango nha các chị. Trời ơi bán cái này thật thiệt. Lấy tương tác xương xương thôi nha các chị nha. 466130. Vôn nha các chị, 130 luôn giùm em vôn. Vôn hoa nhí bao đẹp về may hai cái đầm nha. 387130. Trời ơi vôn hoa tà nha, 130 luôn giùm em 3 mét vải. 387 chị Hồng Tâm Nguyễn. 229130. 380 chị Vũ Hồng Trúc. Lạy mẹ. Lạy hồn mẹ luôn. 466 chị Mum Mum. Rồi nhanh tay giùm em nha, mango 130 giùm em. 3 mét vải nha các chị ơi, mại vô nha. 156 130.000. Chị Tâm Giao Lê Thị 378. Mày vô nha các chị ơi, 3 mét vải 130.000 nha. Về mang gì cũng đẹp nha các chị, không hiểu sao mà nó dư nhiều 3 mét tới vậy luôn. 394 nè. Trời ơi 3 mét rưỡi nha, 3 mét rưỡi nha các chị ơi. 3 mét rưỡi, 3 mét rưỡi nha. 3 mét rưỡi cũng tới 130 luôn. 3 luôn. Ai lấy nhanh tay nha các chị. 3. 3 mét rưỡi cũng 130 luôn các chị ơi. Nói chung là nãy giờ 3 mét với 3 mét rưỡi không đó, không ai. Em không bao giờ mà tính các chị mình đâu. Trời ơi. Thêm nhau có mấy chục cm này. Tính đồng giá 130 hết nha các chị yêu ơi. Tính đồng giá 130 giùm em, mại vô nha. 333 130 nha, chấm bi nha các chị. Chấm bi bao đẹp nha. Chấm bi bao đẹp. Tương tác giùm em. Chính chị Vũ Hồng Trúc. 130.000 nha các chị. Trời ơi 3 mét vải. 3 mét vải may gì cũng được nha. 418 130 nha em. Phụ kẹp không? Ừ. 130 giùm 156 chị Diệu Khanh. 220 130 nha. Đuổi nha các chị. Đuổi là đuổi nha. 3 mét cho em. Trời ơi. 3 mét về may tới cái gì luôn á các chị. 394 chị Nguyễn Vinh. 30 nha. 130 hôm nay sao hợp với con số 13 kỳ lạ ta ơi. Nãy giờ like 13 không mấy. Nãy giờ like 13, 130 nãy giờ không có các chị. 144 chị Trần Hồng Hoa. 281. Hôm nay 14 mà đâu phải 13 đâu. Hôm nay 14 mà. Rồi đuổi nha các chị ơi. 130 nha các chị nha. 475 130. 44 hả? Nãy giờ có 44 đâu đúng không? Không có nha, không có 44. Vôn 130 giùm em vôn. Các chị ơi mình kèm số tiền giùm em nha. 3 mét vải nha. 451 130. Màu đỏ hả? 333 chị Diệu Khanh. Hàng chi? Like buổi sáng. Trời ơi, hàng chi tối like nữa thành ra miếng nó thiếu phiếu đúng rồi. Không chịu lấy ra. 211 nha các chị, 211 cho em. 418 cô Phương Lam. 130 phun nha. 18 được 418 đi. 220 chị Nhật Long. Dư không vô rồi. Ừ.
Khỏe chừng không? Ảnh ghê luôn. 130 cho em nha, vô nha các chị. Ngựa, dễ sợ. 549130 giùm em. Đá này đi. Là 418. 418 mới chốt đó bà ơi. Vô nha, 130 cho em nha các chị ơi. 3 mét nha các chị ơi, mãi vô nha, 3 dạ. mét nha. Áo liêm mặt có bán nha các chị ơi, 200 ngàn một áo nha. Rồi, 514 nha các chị. 514 130. Mango 130 cho em. 313 chị Phương Phạm. 217 130. 281 chị Mỹ Dung. Ta nói đẹp, nhức nách. Kèm số tiền giùm em các chị mình ơi. Trời ơi, 3 mét rồi bán 130. Kèm số tiền đi các chị để cho bà Bảo đỡ ghi. Các chị kèm cho em luôn số tiền nha các chị nha bà. Bà bầu mỗi cái mỗi ghi tội nghiệp bà bầu nha các chị. Ghi cho em luôn số tiền đi các chị yêu ơi. Tội nghiệp bà bầu nha, mỗi cái mỗi ghi nha các chị nha. Rồi, 363130 giùm em nha, đuổi nha các chị. 475 chị Hồng Tâm Nguyễn. À, đơn ngày 25 thì hôm nay bên em gọi điện chúc đơn cho chị Trần Thị Trúc Vui nha, chiều nay hoặc sáng mai nha chị nha. Cái gì hoài vậy? Ba khùng. Rồi nha các chị ơi. Mệt mỏi từ đuổi đầu nha. Giờ đến giờ mệt mỏi miếng. Đuổi nha các chị, 130. Chắc bấm mà này chết quá. 453130. Chị qua đây kiếm kiếm cỏ này chứ. 451 chị Ngọc Đỗ. Cái mồm này giờ. Cái mồm. Mango 130 nha. Cái mồm. Mango 130 giùm. Lấy mà kiếm cỏ. 73130. 211 chị Hạnh Nguyễn. Dạ thôi cái vải đăng ở trên trang là tối nay mới like nha các chị ơi. Cái này là buổi chiều là em like hàng giảm giá thôi nha. 514 chị Vũ Hồng Trúc. Trời ơi nhanh tay đi các chị ơi, đẹp chưa? 3 mét vải nha các chị nha, về may bao la luôn. Về may bao la cho em 130.000. Ghi số tiền giùm em nha các chị ơi. Ghi giùm em số tiền. 217 chị Dung Lê. Loan ơi, Loan. Bà Loan ơi. Hay quá Loan ơi. Bà Loan hay quá Loan ơi. 140.130. 363 cô Phương Lam. Bài 21. Đây chấm bi nha, 3m130 giùm em, 495 130. Trời ơi. Nó xỉu rồi hả? Nó xỉu rồi. 130 130 cho em nha các chị ơi. Mang 453 để giùm chị cái. 161 453 cô Phương Lam. Làm nhanh quá. 161 130. 3 mét vải nha các nhanh chị. Như vậy nên đâu có ghi giá tiền đó, đâu comment được giá tiền đâu. Comment cho em giá tiền nha các chị ơi. 73 chị Diễm Hằng. 3 mét vôn nha, 130 luôn các chị. 3 mét về mình may được cái may được cái áo dài hoặc cái áo, với lại cái áo kiểu hoặc là may được hai cái đầm. Đúng rồi, quá đẹp, xuất sắc luôn. 130 cho em. 336 130 giùm em, 3 mét vải may gì cũng đẹp nha các chị. 3 mét nha các chị ơi, 3 mét là các chị mình may 499 chị Thiên Nguyên. May vô tư bao la thứ luôn á. May mẹ nhà bé được luôn á. Em hay lắm về rồi đấy mẹ. 140 chị Vi Phan. Rồi nhanh tay giùm em. 222 giùm em 130 nha. 495 chị mango. Chị cô Phương Lam 495. Mango. Rồi, mango bán 130. Mango mà bán 130 các chị ơi. 239 130. Mango mà bán 130 nha các chị ơi. 3 mét vải mà bán 130. Trời ơi em bán 2 mét là em đã bán 100 ngàn rồi các chị. 3 mét là đáng lẽ là phải 135 nha các chị. Mà bây giờ bán 130 là 161 cô Phương Lam. Không còn gì luôn. 137 giùm em mà đâu phải 3 mét không đâu, 3 mét hơn không à. 130 nha. Vôn là vôn 130 giùm em. Comment kèm cho em luôn số tiền nha các chị. 314 130 vô đuổi nha các chị. 314 đuổi 130. 336 chị Thiên Nguyên. 588 chị Sáu Bùi. Cái giá tiền mày chậm tay cô Phương Lam. 593 130 giùm em nha. Lụa nha, 593. 4, đuổi nha các chị, 130 nha. Trời ơi đẹp chưa, 194 130. Chia sẻ giùm em. Hết rồi hả chị Lan?
Chị Thế Quy Lương 222. Còn hai mét mấy không hả? Hai mấy ra đây ra bán luôn đi. Bán giá sốc luôn. Trời ơi, hai mét mấy giờ còn quá trời nè các chị ơi. Like luôn đi. Hai mấy xé hơn thì 239 chị Nương Trần. Hai mấy mấy giờ khó bán quá các chị. Các chị mình chấm bài tương tác giùm em nha, em qua mẫu nha. 2 mét. Nói chung là 2 mét rưỡi trở lên. 137 chị Uyên Trần. 2 mét 2, 2 mét 3, 2 mét 4, 2 mét rưỡi, 2 mét 6, 2 mét 7. Đồng giá cho em 100 ngàn. Đồng giá cho em 100 ngàn nhanh tay nha các chị nha, 100 ngàn. 2 mét 4, 2 mét 2 mét 3, 2 mét 4, 2 mét 5, 2 mét 6, 2 mét 7. Đồng giá cho em 100 ngàn. 2260 100 ngàn cho em nha. 593 chị Dung Lê. 579 cho em 100 ngàn luôn vô. 579 cho em 1 vôn 100. 194 chị Vũ Hiếu. 42 100. 42 100 nha các chị nha. 2m3, 2m4, 2m5, 2m6, 2m7. Đồng giá 100 ngàn cho em nha. Qua nhanh nha các chị ơi. Có 1 cái thôi. 584 cho em nha, 100 ngàn. Trời ơi đẹp. Đẹp cho em nhất nắp nha các chị, không phải dạng dừa. 260 chị Kim Anh Lê. Các chị nào mình mà may 2 mét không đủ là may. 579 cô Phương Lam. 411 nha, 100 ngàn cho em. Vô. Nha các chị ơi, tương tác giùm em nha, 100 nha các chị. 100 nha, mango 442 100. Mango 100 ngàn, 2 mét 2. À 2 mét 3 chứ 2 mét 3, 2 mét 4, 2 mét 5, 2 mét 6, 2 mét 7 gì đó, 100 ngàn. 42 chị Hồng Tâm Nguyễn. Đồng giá nha các chị nha. Em không có đo chi tiết được tại vì rất là nhiều. 165 cho em 100 ngàn. Vô. 584 chị Thúy Bùi. Vôn 100, vôn 100. 584 vô. 146 vôn 100. 411 chị Lan Chu. 584 được vô chị. Năm năm bảy, 557 cho em nha. 100 ngàn luôn, vôn hoa tà luôn. 2 mét mấy mà giờ bán 100 ngàn luôn. Đuổi nha các chị ơi. 442 chị Trần Hồng Hoa. 248 đuổi 100, 248 đuổi 100. Đây các chị, đẹp chưa? 100 ngàn, 100 ngàn nha. 266 100. 165 chị Cẩm Duyên. Vôn là vôn. Rồi mang gồ 100 luôn ha. Kèm giùm em giá tiền đi mấy chị yêu ơi. Kèm giùm em giá tiền. Ghi không kịp. Các chị mình ghi giá tiền trước đi rồi bấm cái mã số cho nó nhanh nha các chị. Ghi cái mã tiền trước đi rồi bấm cái mã số cho nó nhanh. 146 chị Phương Phạm. 504 nha các chị ơi, 100 ngàn nha. 2m3, 2m4, 2m5, 2m6, 2m7, 100 ngàn đồng giá nha các chị nha. 557 chị Sen Trương. 100 nha. 518 27 luôn, cũng 100 đó chị. 100 luôn nha các chị ơi. Vôn like cho nó nhanh gọn lẹ nha. Cái này nó nhiều quá, em không có nào đo từng cái được. Rồi 420 cho em 100. 248 chị Tiến Ngô. Này các chị mình không like nãy giờ chưa hết 3 mét. 2 mét mấy ngàn quá trời. 100 ngàn nha các chị. 534 nha, 100. Mango chấm bi đẹp chưa. 483 trăm ngàn cho em mango. 266 chị Thanh Tiên Nguyên. 109 chị Thi Nguyễn. 248 chị Nguyễn Bình. 100 ngàn cho em. Nói chung bán là lấy tương tác thì thôi chứ cái này đâu có lời đâu. 48 trăm ngàn. Vôn trăm luôn nha các chị ơi. 2m3, 2m4, 2m5, 2m6, 2m7. Đồng giá 100 ngàn, 559 nha. 100 ngàn. Bao đó còn không? Bao đó hết rồi. Đậu cùng. 256 cho em nha, măng gồ 100. 256 măng gồ 100. Chị Hồng Tâm Nguyễn. 504.
tay 100.000 cho. 5.000 nha các chị. 100 mại vô, mại vô. 361 100. 518 chị à, tiếng ngô. Trời ơi đẹp chưa các chị. Phải lụa nha, phải lụa. 440. Giải quyết mấy 100. Cái này cho lẹ. Vôn 100.000, 464 100.000 vôn. 464 100.000. Ừ. Lụa 100. 2m3, 2m4, 2m5, 2m6, 2m6. 420 chị 6 hình. Đồng giá 100.000 nha các chị. 552 100.000. Con 294 nha các chị, 294 cho em 100.000. Vôn. Năm ba bốn cô Phương Lam. 212 nha các chị ơi, cái này là đúng nghĩa là giảm giá luôn á. 212 trăm vô. 4 nha các chị ơi, vôn chấm bi 100.000. 574 100. 574 100 vôn chấm bi. Không chưa qua kẹp rồi đây. Mango nha các chị ơi, 100 mango 100. 48 chị Hoa Thanh. 242 mango 100. 242 mango 100. Bút rồi. Bút qua ghi rồi. Bút rồi, bút trên bàn rồi. Thay zig zag nha, 100.000 cho em đuổi. Nha các chị, 108 100.000. Năm 59 chị Vũ Hồng Trúc. Vôn nha các chị nha, 362 nha. 256 chị Trần Hồng Hoa. 100.000 vôn. 361 chị Hiền Hoàng Thị. Vôn hoa cúc nha các chị, 100.000 luôn. 78. 2m3, 2m4, 2m5. 440 chị Liêu Đặng, Liêu Đặng. Rồi 78 100 nha. Này các chị trời. 28 nè, tối giỡn với mấy chị chi. Trời ơi, bán hàng là bán hàng rất 464 chị Hoa Thanh. Bán hàng rất là có tâm nha các chị nha. 489 nha các chị. 100. 361 chị Nguyễn Hoa. Vôn nha các chị nha. 347 nha các chị, 100.000. Tầm vôn là vôn chứ quên. Mango 100 nha các chị ơi, mango là 100. 231 100 mango, 231 mango em like 100. Áo 61 nha các chị ơi, lập thể nè, 100.000. Đẹp chưa các chị ơi? Cái này nó mango mà nó giả Đông Hưng á. Đẹp lắm nha, 61 nha các chị chăm. Chị Mâm Mâm 438 483. Mango 100.000. Chị Hương Nguyễn 279. 95 100. 95 100. Đuổi nha các chị ơi, 244 cho em 100. Rồi chấm bài tương tác chia sẻ giùm em nha các chị yêu mình ơi. Để vô anh chị đi chị sợ. Xuất sắc nha các chị nha. Mẫu nào cũng đẹp nha các chị nha. Mà em bán chợ có 100.000. Có 100.000 à các chị ơi. 314 chị Kim Anh Lê. Này kiểu này 130. Một chị Kim Anh Lê. 212 chị Hoa Thanh. 108 chị Liên Chi. Rồi 3m3 cái này là lụa. Lụa mịn. Lụa mịn nha các chị ơi. 180.000. 95 chị Thế Quy Lương. 3m3 lụa mịn 180.000 chị. 526 180. 489 chị Phương. Phương Quy Võ. Lụa mịn 3m3 180.
lùa mịn nha các chị ơi, lùa mịn to giãn 4 chiều nha, mát vô cùng mát. Cái này hôm bữa em có bán lụa mịn rồi đó, ai mua rồi là 61 chị Hoa Thanh 403 180 V. Alo, lụa mịn 403 là lụa mịn 180 nghìn. 547 chị Đặng Thị Hồng Ngọc. Một trăm tám mươi cho em lụa mịn nha các chị, 180 nghìn. Đáng lẽ là 220, bây giờ còn 180 nha. Lụa mịn 273 nha các chị, 273 180 giùm em, 3 mét hơn. Ai lấy thì nhanh tay giùm em. Rồi cái này cũng 3m3 luôn, sao hôm nay hợp với con số 3 chứ trời. Hôm nay hợp với con số 3. Rồi, mango cho em nha. Mango 3m3 luôn, 130.000 cho em. 130.000 ha. Nãy giờ có like rồi đó các chị mà nó còn sót. 33, 130. Đầu tưới em, bán đầu tưới rồi chị không nghe. 362 chị Vũ Hồng Trúc. Vôn nha. Vôn là 2m7 là hồi nãy em báo. 552 chị Nam Phương Sông Anh. 100.000 ha, 199. 2m7 100. Ủa này nè. 199. Chia sẻ giùm em, tương tác giùm em nha các chị yêu ơi. 78 chị Đỗ Lan. Rồi Vân Pháp nha, 200.000. 347 chị Hoa Thanh. Không hỗ trợ tiền ship nha các chị. Vân Pháp 200 không hỗ trợ tiền ship. 244 chị Kim Anh Lê. 200 nha các chị nha. Chất liệu là lụa Vân Pháp. 294 chị Ngọc Phạm. 230 cho em nha. 200. 242 cô Phương Lam. Tiền ship 20k. 230 nha các chị. 33 chị Úc Lê. Thấy chưa? 33 là 100 nha. Với đó là 120 hả? 180. 373, 273. 273 chị Sáu Bùi. 33 ghi 100 nha. À, 33 là 130. 130 nè, 33 là 130. 33 nè. 526 chị Nguyễn An Bình. Rồi 230, 200. Chất liệu là lụa Vân Pháp, không hỗ trợ tiền ship. 403 chị Vũ Hồng Trúc. 2 Vân Pháp màu đỏ cũng giờ các chị mình hỏi nè. 200. 230 mấy cái vậy? 3. 230 chị Nam Phương Sông Anh. Chị Đinh Anh 230. Chị Đinh Anh 230. Rồi 200. Vân Pháp không hỗ trợ tiền ship nha các chị nha. 200.000 Vân Pháp. Giá phụ thu giùm em tiền ship 20k. Trời ơi, 350 mà không thể hay. 199 gì Cẩm Duyên. Bán rẻ hơn người ta. 150.000. Rồi 92 đi các chị ơi, 92 nha. Số bố này đồ ăn đây. 230 chị Trê Xuyên Nguyên. Nè. Mấy cái đó không chị? Nghe chị. 92, 92 nha các chị nha, 200. Alo. Ờ dạ. Hả, kẹp mấy cái này đi. Cái này mấy cái, cái này mấy cái. chín mươi hai mấy cái gì ấy thì Ê ly 1 2 3 5 6 chị Ai Hoa Phương 92 7 áo, chị Võ Tuyết 92 6 áo.
Rồi xong rồi. Xong rồi lấy đi. À, chị là chị Lan với chị Hồng xuống dưới phụ xếp hàng nha, có đây để cho Lan làm. Vô nha các chị ơi, 2 mét rưỡi nha, 100 ngàn. 371 2 mét rưỡi 100 ngàn. Lụa Phượng Hoàng luôn nha các chị ơi, 150 ngàn nha em. Một năm mua giùm em nha, lụa Phượng Hoàng. 371 chị Tâm Giao Lê Thị. Để chị làm cho, đi làm cái đi. 577 150, 577 150 giùm em. Chia sẻ giùm em, chấm bài giùm em. 371 còn nhiều không? Cái à, cái đó 3 mét mấy mà. À. 2 mét rưỡi 100 ngàn. Cái mã này nhiêu à? Có cái mã hả? 577. Rất cao. Rồi lên tiếp vô. À mango. Cái gì ta đuổi chứ. 100 ngàn cho em. Đuổi nha các chị ơi, 2 mét vải nha, 100 ngàn. Trời ơi đẹp xuất sắc. Cái lạnh này nhiêu độ trời? Comment cho em mẫu này chưa? 20 độ mà nực dễ sợ luôn. 210 nha các chị ơi, 100. Có đọc tên là có đơn, còn không đọc tên các chị mình chọn mẫu khác giùm em nha. Hàng giảm giá nha các chị ơi, hàng giảm giá nên số lượng có giới hạn, các chị mình comment giùm em là mà các chị mình không được đọc tên, các chị mình chọn mẫu khác giùm em nha. 577 chị Hiền không tên. Một không 100 nha các chị ơi, ai nãy giờ chưa có đơn comment xem mẫu này nha các chị. Chiên 100 ngàn, chiên 100. 210 chị Hương Nguyễn Nguyễn, chị Hóa Trần 210, chị Hợp Vũ 210. 210 100 100. Chị Thu Hương Trần 210. Rồi, 5 2 mét vải nha các chị ơi, 100 ngàn. Dạ 2 mét rưỡi có người lấy rồi chị. 210 chị Võ Thị Thúy Kiều. 210 chị Hoa Phạm. 577 chị Nguyễn Huệ. 200 nha. Ai chống mặt? Cô gái đó, cô gái chống mặt đó. Cô gái chống mặt đó chứ ai. Rồi em lên tiếp nha. Tầm ý nha các chị. Chị Nguyễn Huê 577 mình có đơn rồi chị ơi. Rồi nguyên một bộ giùm em nha. Nguyên một bộ giùm em. 200. Chất liệu là tầm ý. 100 200 ngàn. 100 200 một vải. Bộ nha các chị ơi. Chù cha. Bộ mà treo được hay luôn ta, đỉnh cao vậy. Trời giật mình, cái điện thoại gì á? Nghe điện thoại em không biết giao hàng hay sao. 200 giùm em tiền 200 một bộ nha các alo. Chị nha. 200 một vải, nguyên một bộ 3m1. Dạ có anh, chị nào tới anh? Dạ dạ, nhiêu tiền anh? 208 ngàn rồi chứ. Dạ rồi ok anh. 208 ngàn. Ra xuống lấy đi. 100 chị Hợp Vũ. 405 cho em nha, 200. Có tầm tiền, đưa tiền bộ. Cho nó xuống lấy nè. Cái này bộ hả? Ừ, bộ 200. Tiền nằm trong giỏ chứ đâu. Tầm ý nha các chị ơi. Nguyên một bộ 200 giùm em nha. 589 200 ngàn nguyên một bộ nha các chị nha. Tự nhiên sao có nguyên bộ áo dài ở đây vậy ta? Sao có nguyên một bộ áo dài ở đây vậy? Rồi cái này hai bộ nè, 589 hai bộ. Áo dài bộ mà che được luôn. Hay. Cao. Nguyên hoài. Các chị ơi, tiếp tục chia sẻ giùm em nha các chị yêu nha. Rồi chiêu quân giùm em nha, chiêu quân 130. Chất liệu là 160 ngàn.
Rồi 150 luôn đi, chiêu quân 150 nha các chị nha. Rồi màu nhanh tím này đẹp luôn. Quá chị ơi. Nhanh tay cho qua mẫu luôn nha các chị nha. 443 150 ngàn lụa chiêu quân. 443 chiêu quân 150. Hải đường hoa nhí 150. Hải đường hoa nhí 150 nha các chị. Toàn là tin nhắn không mà chị ha. Toàn giờ Linh không. 128 150 128 giùm em. Đó, Bình Dương bị nhiễm Covid rồi kìa, nhiễm lại nữa rồi hả? Ừ. Bình Dương bị hoài vậy? Bình Dương mới bị. Giờ đang truy lùng tài xế chở nè. Rồi rồi. Chán quá. Mới hết. 589 chị Hoa Gamin. Bình Dương mà là ổ dịch là thành phố Hồ Chí Minh dính. Bình Dương với công nhân nhiều quá. 150 giùm em chiêu quân 304. Chiêu quân 150 chiêu quân. Tầm ý nha các chị, tầm ý 130. Tầm ý 130, 494 130. 494 130 tầm ý giùm em. Chị đau luôn à. Nói chưa? Nha. Ừ. 471 130 giùm em nha, tầm ý 471 130 giùm em tầm ý. Hết 61 rồi các chị ơi, hết 61 rồi. Ai lấy mẫu khác thì comment cho em nha các chị ơi. Thông cảm giùm em nha, tại vì nó có ít à, cái các chị like cho nó qua mẫu luôn chứ không có gì hết trơn. Tầm ý 130 giùm em nha, tầm ý 130 giùm em. Tầm ý 130. Trời ơi đẹp lắm. Ai lấy thì nhanh tay giùm em. 530 130. 530 130 tầm ý. Đông Hưng giùm em nha, Đông Hưng 150.000. Đông à lộn. Trà My 150.000, lụa Trà My. Trà My 150.000. Hôm nay hả? 544. 544 150. Trà My. Trời ơi. Xuống lấy đi, kêu ai mượn tiền ai xuống lấy đi. Anh Tài nó có bệnh không chị? Kêu nó xuống lấy hàng giùm em. Tài. Ừ. Em còn nợ tiền nó. 304 chị Nguyễn Ngọc Trân. 304 cái nào? Lấy giờ mấy Tài ơi. Nên chút trả tiền lại cho. Giờ nhiêu ta, cái này lụa tầm nhung. Tầm nhung, tầm nhung. Ủa? Cái này em bán nhiêu, 120 đúng không? 130 đúng không? 130, nãy giờ 130 mà. Tầm nhung nha. 494 chị Nga Trần, 130 nha chị nha. Tầm nhung giờ bán cho các chị mình 150 ngàn nha các chị nha. Tầm nhung là 200 ngàn một áo, bây giờ còn 150. 467, 150 ngàn tầm nhung. Chất bốn, liệu tầm 471 chị Hoa Phạm. Lụa tầm nhung của thương hiệu Nhật Nam nha các chị nha. 467, 467 gì nè. Trời ơi, cái màu ruốc này đẹp lắm nha các chị. Còn có một cái à, em like ha. Em like cho nó qua mẫu. 530 chị Hồng Thấm. Cái đỏ đô này cũng đẹp nha. Lụa tầm nhung của thương hiệu. 544 chị Đặng Thị Hồng Ngọc. 200, bây giờ còn 150. 354, 150. Tầm nhung nha các chị ơi, tầm nhung của thương hiệu Nhật Nam nha. 354. 544 còn không? Cái nào? 544. Này cái đó. Cái này nè. Không. Tím Huế nha. Tím Huế nha các chị. 150 ngàn thôi. 467 chị Nhật Long. Hai tám bốn, để nó đi, để đi. 284 100. Cái này à, nhiêu đây? Trăm mấy kìa, 150. 150. Đứng like mà đứng suy nghĩ giá nữa trời, trời. Quên cái giá mình đang like luôn. 150 ngàn giùm em nha, tầm nhung. Trời ơi. Ủa sao bậy quá trời luôn. 354 chị Nhật Long.
Chị Hải Danh 354. Xanh nước mẹ nha các chị. 39 150 tầm nhung. Tầm nhung nha. 200 bây giờ còn 150. Lấy hết đi các chị ơi. Tầm nhung lấy hết vậy mẹ. Trời ơi đẹp chưa? Có 150.000 thôi. Về mặt không không đẹp, không lấy tiền nha các chị. 457 150.000 lụa tầm nhung. 284 chị Phương Di. 39 chị Phan Cộng Vân. 457 chị Phan Cẩm Vân. À còn Volter theo nè. Volter theo 130 luôn giùm em nha. Volter theo 130. Hồi nãy các chị nào mình chưa comment được comment nha các chị. Volter theo 130, Volter theo. Đó. 398. 398 130 giùm em Volter theo. Tầm nhung có trắng như chị Cẩm Duyên nha. Có trắng tinh và trắng trắng kem, chị lấy trắng nào chị comment giùm em. Đây các chị. 44 130 giùm em nha, Volter theo. 44. Trời ơi đẹp lắm nha các chị ơi, Volter theo là 398 chị Tâm Giao Lê Thị. Đang hot nha các chị ạ. 130 130 luôn, quá đẹp. 44 chị Trân Trân. Cá nữa. 44 cô Phương Lam. 130 luôn nha. Phone nha các chị. 254130 254130 giùm em Volter theo. Chị Thanh Lê 130. Phone 3D 130 luôn giùm em nha, Volter 3D 130. 332130 Volter 3D. Một chín tám một trăm ba một chín tám giùm em Vol 3D. Trời ơi nhanh tay nha các chị ơi, em còn mấy áo nữa thôi à, hết hàng rồi các chị ơi. 130 130 giùm em. 448 133 130 448. Này lên nhiều rồi thôi vậy lát đổi sang thay đi. 130 giùm em Vol. 332 chị Mẫn Thanh. 234 130. 254 chị Nguyễn Thiết Tha. 130 nha các chị ơi, 130 130 329 130. 329 130. 234 chị Hồng Nguyễn. Chị Hiền ơi. Chị Hiền. Rồi em có khúc mango màu cam nha, 100.000. Khúc mango màu cam 100. 291 100. 448 chị Mẫn Thanh. 329 chị Hồng Gamin. 0. Đây Vân Pháp 200 không hỗ trợ tiền ship nha các chị nha. Tiền ship 20k. Vân Pháp 200 nha các chị, 200 một vải. Nhiều đây. 492 nha. 130. Chà mi 150 giùm em chà mi. Hoa đều, hoa nhí hoa đều đẹp chưa? Chà mi. 232411130. À 241150. Chà mi nha các chị nha. Bán 130 riết bị. 291 chị. 291 chị Loan Chu, 100 hả? 100 nha. Đông Hưng nha. Đông Hưng 130.000 luôn cho em luôn trong buổi chiều ngày hôm nay. Ủa đào lướng kìa. Sao đúng? 598130. Đào lướng. Thì đó nãy nói rồi đó. Rồi sao? Sao xiết vậy? Cho vô chuồng rồi, sao xiết vậy? Cho chưa, tao cho đây. Cho vô đi. Tao cho cho bom hào luôn, cho nguy hiểm gì. Rồi cái này là lụa. Lụa phi hàng nha các chị ơi. Phi hàng.
Bây giờ cái này là 3,5 m. 241 chị Nguyễn Tiên. 3,5 m ai cho các chị nào mình nhanh tay. 3,5 m em like 150.000. 246 150. 492 chị Võ Thị Thúy Kiều. Rồi 246 150.000. 3,5 m lụa phi hàng, ai lấy thì nhanh tay nha. 495 chị Đồng Thị Lan. 495 nhiêu? Đâu 495 đâu. 598 luôn. 130. Rồi 246 luôn chị. 24 cháu 246 chị Nhật Long. Rồi 246 chị Nhật Long là em hết nha. Em tạm dừng buổi live tại đây. Em hẹn các chị mình vào tối nay vào lúc 7 giờ. Các chị mình vào xem live tương tác ủng hộ em nha. Cái này gì nhiêu vậy? 150 ngàn. Rồi bye bye. Bye bye tất cả các chị mình nha. 150 hả? Ừ.